Quân xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào cái lệnh AT Command của HC06 để cài đặt cái cấu hình cho module HC06. Mình sẽ nói sơ qua về cái module Bluetooth. Thì hiện nay trên thị trường các bạn sẽ thấy có hai cái module Bluetooth phổ biến nhất là HC06. Ở đây là HC06. Nó sẽ có bốn chân, cái module Bluetooth dịch như thế này. Nó sẽ có hai chân nguồn và hai chân test RX. Rồi một cái module nữa là HC05. HC05 và HC06. Đây là HC05. Ok, bây giờ mình cho các bạn coi chi tiết. HC05 thì nó sẽ có 6 chân. Rồi, HC06 thì 4 chân. Cái video sau mình sẽ nói chi tiết cái cách vào cái lệnh AT Command của HC05. Video này mình sẽ nói vào cái cách vào lệnh AT Command để cấu hình cho HC06. Thì cái HC06 á, nó mặc định nó là slave. Còn HC05 thì các bạn có thể cài đặt là master hoặc là slave. Tức là sao? Cái lệnh AT Command là để vào cấu hình cài đặt cho cái module Bluetooth. Thì cái module Bluetooth, ví dụ như HC05 thì nó được sản xuất là chúng ta có thể cài đặt nó là master hoặc là slave tùy. Còn HC06 mặc định nó là slave. Có nghĩa là sao? Master slave là gì? Master con dịch ra nghĩa như là chủ hay là cái bo chính. Còn slave là tớ hay là cái bo phụ á. Thì cái hàng master nó khác hàng lay á, là ví dụ như đây là cái hàng master HC05 là master, HC06 là lay. Thì cái hàng master nó có thể dò và tìm các cái thiết bị Bluetooth để kết nối. Còn cái hàng slay nó chỉ để kết nối với người khác thôi, nó để kết nối với những hàng khác, nó không thể dò và kết nối được, nó không thể dò và kết nối với những cái Bluetooth khác được. Tức là không thể dò tìm các cái module Bluetooth khác được để kết nối được, nó chỉ có thể là để người ta dò tìm nó kết nối với nó thôi. Thì cái hàng HC06 mặc định nó là slay các bạn, nó được sản xuất ra mặc định là slay. Thì do mặc định là slay nên là khi mà các bạn vào cái lệnh AT Command á, thì các bạn chỉ đổi được là những cái này, tên rồi cái mật khẩu. Thì mỗi một cái bo Bluetooth đó thì các bạn sẽ có một cái tên, nó sẽ có một tên, ví dụ như mặc định của những cái bo Bluetooth này là ví dụ HC06 mật khẩu là 1234. Cái đó là mặc định khi bạn mua về thì nó sẽ có như vậy. Thì HC05 thì tên sẽ là HC05 và mật khẩu 1234. Thì do cái hàng HC06 á, mình chưa nói HC05 mình sẽ nói chi tiết một video khác cho HC05. Các bạn vừa có thể cài đặt nó là master, vừa có thể cài đặt là slave nên là hơi khó một tí. Còn HC06 mặc định nó là slave nên là các bạn chỉ thể đổi được những cái cơ bản, ví dụ như tên và mật khẩu và cái tốc độ truyền, cái tốc độ quay á. Chỉ đổi được ba cái này thôi, tại vì mặc định nó là slave rồi, các bạn không thể đổi được những cái nào mà gọi là phức tạp hơn nhiều hơn nữa. Cái để mà đổi mật khẩu, để mà đổi được mật khẩu, tên và cái tốc độ á, thì cái những cái lệnh này chi tiết chút xíu nữa mình sẽ có ghi trong cái code để mình nói cho các bạn ha. Thì cái hàng HC06 này là để vào được cái lệnh AT Command của nó đó, thì chúng ta phải đưa một cái chân GX của nó, đưa cái chân GX của nó lên cái mức cao. Đây là cái sơ đồ của một cái mạch chia áp đơn giản. Để mình cho các bạn xem cái chân của cái hàng HC06. Đây là HC06, các bạn thấy có 4 chân không? Thì cái mặt sau của nó sẽ gồm có chân TX, GX. Đây, chân GX, chân TX, GND và VCC. GND, VCC là nói với 5V trên Arduino, dùng nguồn 3.3 đấy, 3.6 tới 6V nè. Còn TX, GX là các bạn sẽ nói với bo Arduino. Thì cái vấn đề nó là như thế này. Cái hàng HC06 này á, để vào cái lệnh AT Command thì các bạn phải đưa một cái mức cao, một cái nguồn mức cao 3.3V vào cái chân GX. Vào cái chân GX thì các bạn mới vào được cái lệnh AT Command. Thì đây là cái sơ đồ chia áp. Nó sẽ như thế này. Chúng ta dùng hai con điện trở 1 và điện trở 2. Điện trở 1 là ví dụ là 500 ohm, hiện điện trở 2 là 1 ký. Tức là điện trở 2 nó gấp 2 lần điện trở 1 các bạn. Đây là điện trở 2. Rồi cái chân điện trở 1 nó điện trở 2 ở giữa hai con này á, là nó sẽ nói với cái chân GX của HC06. Cái chân GX HC06 nói vô đây. Rồi cái chân còn lại của cái điện trở 1 nó sẽ nói với cái chân TX nói với cái chân ở trên Arduino á, nói với chân trên Arduino là chân số 3 là chân TX ở trên Arduino. Còn chân còn lại của thằng điện trở 2 là nói với GND. Thì cái thằng này là khi mà 5V á, ở cái chân ở trên Arduino là 5V, mà khi mà nói cái sơ đồ vô sơ đồ chia áp như này, cái hàng ga của GX nói với GX này sẽ là 3.3V, thì chúng ta sẽ đưa vào được một cái điện áp mức cao và 3.3V vào cái chân GX. Tức là các bạn để vào 5V thì nó không vào được cái lệnh AT Command, các bạn phải để 3.3V này mới vào được cái lệnh AT Command. Ok. Các bạn không có nói trực tiếp cái chân GX vào 3.3V trên cái bo Arduino nha các bạn, cái đó là sai nha. Các bạn phải nói qua cái mạch chia áp này, tại vì mình cần là mình nói cái chân TX GX với TX GX của Arduino để mình giao tiếp quạt các bạn. Thì các bạn ví dụ các bạn nói sẵn, nói trực tiếp chân GX vô 3.3V à của Arduino thì nó đâu còn giao tiếp được nữa, đâu còn giao tiếp với Arduino được nữa. Tức là nói chân TX của module Bluetooth với cái chân GX của Arduino, rồi chân GX của Bluetooth với chân TX của Arduino, GX của Bluetooth với TX của Arduino, đúng rồi. Thì để vào cái lệnh AT Command
Đấy thì chủ yếu là hai, các bạn cần chuẩn bị hai con đường chở, một con là 500 ohm, một con là 1 kg. Cái là con hướng số 2 này nè, là gấp 2 lần số 1. Mình đây mình có chuẩn bị rồi, mình sẽ cho các bạn xem. Đây là mình có hai con mình nối nhau, đây là cái con số 2 nè. Cái con này là 2 kg, còn con này là 1 kg. Do là mình không có cái một loại một con á, nên là mình sử dụng hai con mình nối lại. Hai con này mình nối lại là hai con này là 2 kg nè, hai con này là 1 kg nè. Đấy, là cái con 2 kg là con số 2 nè, con 1 kg là cái con, hai con là cái con này, 1 kg là con số 1 này. Đấy, giờ mình đo thử cho bạn xem. Đây là các bạn thấy 2 kg không? Con này là 2 kg nè, con bên đây là 1 kg nè. Đấy, khoảng 900 mấy, nó khoảng tương đối, gần bằng cũng được. Đây. Đấy, con này là 1 kg nè. Con này là 2 kg nè. Đấy, ok. Rồi đây mình sẽ coi cho các bạn coi thử. Đầu tiên là mình nói một cái chân GND từ Auno, GND từ Auno và cái chân GND của trên cái mặt chia áp của chúng ta. Thì đây là nói chân GND nè. Rồi mình cấp thử một cái nguồn 5V vô, mình coi thử coi là cái chân này nó ra đúng 3.3V không. Thì mình cắm 5V của Auno vào cái chân còn lại, đây là cái chân vô chân bên đây nè. Là 5V, vô chân còn lại của cái thằng điện trở số 1 này nè, con điện trở số 1 nè, cắm vô 5V. Rồi mình nói một cái chân ở giữa nè, đây là cái chân ở giữa nè. Giờ mình cho các bạn coi thử nha. Đầu tiên mình đo cái nguồn coi đúng 5V không. Đấy là 5.12V không. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chân ở giữa này. Đây mình đo chân ở giữa rồi với cái chân GND. Đấy các bạn thấy 3.46V không, thì nó tương đối hơn các bạn, khoảng 3.3V là các bạn ra được 3.3V thì nó đẹp thôi, còn đây mình khoảng 3.46 là ok. Ok, giờ mình nói dây như thế này. Đầu tiên là hai cái chân nguồn của module Bluetooth đó, là các bạn nói với GND và 5V trên Auno. Rồi một chân GND nữa trên Auno, nó có nhiều chân GND đó, các bạn kéo đi một chân GND nữa vô cái chân GND này. Đây nè, giữa chân GND của vô cái chân của cái hàng điện trở 2 nè. Rồi cái đầu GX trên module Bluetooth, GX trên module Bluetooth các bạn nói vô cái chân giữa này. Đây nè, cái chân giữa này nè là GX của HC06 nè. Đấy các bạn nói vô cái chân ở giữa của hai hàng điện trở. Rồi cái chân còn lại của cái hàng của điện trở số 1 nè, là các bạn nói với chân số 3 nha các bạn. Cái này cái chân còn lại nè, các bạn nói với chân số 3. Rồi TX thì các bạn TX của module Bluetooth đó, các bạn nói vô cái chân số 2, tức là mình sử dụng cái chân số 2 và chân số 3 để làm TX GX của cái Arduino. Các bạn không sử dụng TX GX trực tiếp trên cái board Arduino, tại vì sử dụng trực tiếp vậy mỗi lần các bạn nạp code các bạn phải rút ra rất là bất tiện. Ở đây mình sử dụng ở chân số 2, chân số 3 làm TX GX trên Arduino. Thì tí nữa mình sẽ sử dụng một cái thư viện để mình khai báo nó, đơn giản thôi. Còn nói dây là như thế. Đấy, bạn nói đúng theo sơ đồ này là ok. Và sau khi mà các bạn đã nói dây xong á, thì bạn kết nối Auno với máy tính, thì các bạn thấy cái đèn của Bluetooth nó chớp như này nè. Đấy, nó chớp liên tục như thế là không sao cả. Nó chớp liên tục như thế là như bình thường, các bạn cấp nguồn vô nó vẫn chớp liên tục như thế. Tại vì cái lệnh AT command á, khi mà các bạn vào được cái lệnh AT command, ví dụ như cái hàng HC05 á, các bạn vào cái lệnh AT command của nó đó, là nó sẽ chớp chậm lại. Còn HC06 thì các bạn vào cái lệnh AT command của nó theo cách này á, có nhiều cách đi vào lệnh AT command lắm các bạn. Nhưng của bạn các bạn theo vào theo cái cách này á, thì nó chớp như thế này. Rồi, bây giờ mình qua cái code, mình nói code nè. Đây là các bạn thấy mình có chú thích nè, những cái thay đổi những cái lệnh AT command để các bạn đặt cái cấu hình cho nó. Đầu tiên là các bạn nhấn chữ AT là nó sẽ trả về chữ OK, tức là các bạn đã vào được cái lệnh AT command của nó rồi. AT cộng nem XXX là đổi cái tên, là đặt cái tên cho nó. Ví dụ nè, AT nem test 2 là đổi thành cái tên là test 2. Rồi AT bin XXX là ví dụ 4 số 1 là đổi thành mật khẩu 4 số 1. Rồi bao X đó là các bạn sẽ chọn cái tốc độ truyền, bình thường là khoảng 9600 hoặc là 38400. Đấy thì tùy hơn, mình sẽ đặt là 30 tiếng, mình sẽ đặt là số 4 là 9600 ha. Tức là AT cộng cho bao rồi số 4 là nó sẽ trả về á. Đây nè, AT cộng bao 4 là sẽ trả về OK 9600, là tức là mình đã đặt được tốc độ bao đây là 9600. Rồi, thì cái code thì cái này á là cái thư viện software Zero á, là nó để sử dụng hai cái chân bất kỳ. Hai cái chân đó do mình chọn để làm cái chân TX/GX. Ví dụ cái thư viện này nó có sẵn ở trong cái phần mềm Arduino IDE. Các bạn tải phần mềm Arduino IDE là nó có này, nó có sẵn trong đây, các bạn không cần tải thư viện gì cả. Rồi, đây là khai báo cái tên của Bluetooth của mình. Mình muốn đặt tên gì mình đặt thôi, cái này không quan trọng đâu các bạn. Cái tên này không ảnh hưởng gì cả, tên này chỉ để khai báo ở trên cái phần ở trên cái code thôi. Đây là HC06. Cái chân số 2 là chân GX và chân số 3 là chân TX. Tức là cái chân số 2 á mình sẽ nói với TX của HC06. Cái chân TX HC06 sẽ nói với chân số 2 là chân GX của Arduino. Chân GX của HC06 nói chân số 3 là chân TX của Arduino. Rồi vòng setup thì đây là mở cổng Serial 9600 nè, nó sẽ in lên cổng là Enter AT Command. Rồi khởi tạo cái Bluetooth HC06 của mình là 9600. Rồi ở dưới đây là chỉ là đọc những cái dữ liệu từ HC06, rồi mình ghi những cái dữ liệu lên cái cổng Serial thôi.
Thì cái này là cái đoạn code này là mặc định, không phải cái đoạn code này là như là tiêu chuẩn để mà vào được cái lệnh AT command. Thì các bạn muốn vào lệnh AT command hay xem sao cái sử dụng cái đoạn code này. Code này có để dưới cái phần mô tả video á. Bây giờ mình thử nha, mình mở cái cổng serial trên máy lên. Ở đây dưới đây bạn chọn là no line ending, còn ở bên đây là 9600, bao là 9600 bình thường, nó sẽ hiện ra chữ enter AT command. Các bạn gõ chữ đây chữ AT thì trả về ok nè. Đây gõ chữ AT viết in nha các bạn. Ồ enter cái. Đấy các bạn thấy nó trả về chữ ok không, là các bạn đã vào được cái lệnh AT command đó. Bây giờ mình sẽ đổi cái tên đó. Đấy AT name bây giờ mình sẽ đổi thành smart. Ok. Smart enter. Ok set name là đã đổi được cái tên rồi. Bây giờ mình sẽ đổi cái mã mật khẩu đó. Bin là bình thường mặc định mật khẩu là 1234, bây giờ mình sẽ đổi thành là 4 số 1. 4 số 1 ha. Ok, là vậy là đã đổi được cái mật khẩu. Giờ mình sẽ đổi cái tốc độ truyền. Mình sẽ đổi là 9600. Các bạn đổi là 38400 được, thường hay đó, hay sử dụng nhiều. Ok, nó hiện ra chữ ok 9600 nè các bạn thấy không. Rồi như vậy là các bạn đã setup đặt được cái cấu hình cho nó. Ok, sau khi mà các bạn đã đặt cái cấu hình xong á, bây giờ mình sẽ test thử nha. Mình sẽ lấy một cái điện thoại mình kết nối với nó thử coi cái tên mà mật khẩu nó đã đổi chưa. Bây giờ đây là cái điện thoại của mình. Bây giờ mình sẽ mở Bluetooth lên, mình dò. Bây giờ cái tìm cái đây smart nè các bạn. Smart nãy mình đổi tên là smart nè. Ok, giờ vô nha, kết nối với nó thử. Bình thường á, mặc định của cái module Bluetooth á, là cái tên nó sẽ là cái tên của module đó. Ví dụ này HC06 thì tên sẽ là HC06. Đây mình đã đổi thành smart. Còn mật khẩu mặc định của nó là các bạn thấy không, thường là này, nó có chú thích cho mình nè. Thường là mật khẩu thường là 4 số 0 hoặc là 1234, là mình đã đổi lại thành 4 số 1 rồi. Giờ mình nhập thử 1234 thử nha. Mình nhập thử 1234 coi còn vào được không. Ok, đấy không thể vào được nè không, do sai mã pin. Giờ mình nhập 4 số 1, nãy mình đổi thành 4 số 1 đó. Ok, 4 số 1. Đấy, kết nối được nè không các bạn. Tên thiết bị đã lưu nè, smart nè. Đấy, như thế là đã kết nối được, đã đặt được cái cấu hình cho HC06. Quân thì cái video á là mình đã hướng dẫn cho các bạn vào lệnh AT command để đặt cấu hình cho cái thằng HC06. Thì thằng HC05 á, nó sẽ hơi nhiều thứ hơn. Tức là thằng HC05 thì nó có thể là master hoặc là slave luôn, nên là mình khi mà mình đặt cấu hình á thì mình sẽ có nhiều cái để mình đặt hơn. Còn thằng HC06 thì cái lệnh AT command của nó cũng chỉ thể là đổi tên, mật khẩu và đổi cái tốc độ bao ray thôi. Đổi những cái cơ bản đó thôi, tại vì mặc định của hãng C06 là slay ha. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi là mình không sử dụng cái sơ đồ chia app này cái có thể vào được cái lệnh AT command của hãng C06 không á. Thì các bạn không sử dụng sơ đồ này, nhưng mà các bạn sử dụng cái cách khác nó tương tự để đưa một cái nguồn mức cao 3.3V vào cái chân GX vẫn được, nhưng mà vẫn phải sử dụng cái tế GX nha các bạn, để giao tiếp với cái Arduino. Thì cái sơ đồ chia app này là nó lấy cái nguồn 5V từ cái chân tế GX trên Arduino. Thì khi mà các bạn cắt nguồn cho Arduino thì chân tế GX nó luôn ra 5V các bạn. Các bạn đo thì chân tế GX là nó luôn xuất tín hiệu là mức cao là 5V. Các bạn bắt buộc chia áp xuống 3.3V để đưa 3.3V đó vào cái chân GX của module Bluetooth để các bạn vào được cái lệnh AT command của module này. Rồi, đơn giản vậy thôi. Thì khi mà các bạn đã đặt cấu hình xong rồi thì các bạn tháo cái mạch chia áp này ra, các bạn nối trực tiếp tế GX vô tế GX của Arduino để các bạn làm việc luôn vẫn được nha các bạn. Vẫn được. Thì cái mạch chia áp này mục đích là để vào lệnh AT command thôi. Còn bạn vào rồi, các bạn cài đặt setup rồi, các bạn tháo cái này ra, bỏ cái mạch chia áp này ra một bên, các bạn sử dụng thì vẫn sử dụng bình thường, vẫn sử dụng với cái mật khẩu với cái tên mà mình đã setup rồi. Thì video đó là hết. Rất cảm ơn các bạn xem video, nhớ like, share và subscribe cho nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.